Ngày xưa, ngày cái thời đầu mùa 10, disco đã từng nổi lên như cồn và Twitter Fate chính là siêu sao. Thời điểm đó, tay lừa đảo 4 tiền này có thể đơn độc nhảy trên nền nhạc disco cũng đủ để trở thành nỗi khiếp sợ của lobby rồi. Trải qua một vài bản update, mặc dù disco không bị nấp gì, nhưng mà những bản nhạc khác như là Hustle, EDM và True Damage lại trở nên quá là mạnh mẽ. Vì vậy mà để tiếp tục có được chỗ đứng trong meta, Twitter Fate đã tìm được một bạn nhảy ăn ý, đó chính là Ezreal. Cặp đôi này nhìn có vẻ như là không liên quan gì đến nhau, nhưng mà khi kết hợp lại sẽ tạo ra chemistry khiến bạn phải há hốc mồm đấy. Nhưng mà trước khi đi vào trận đấu để mình trình bày cách triển khai đội hình này, những lưu ý khi chơi để on top thì các bạn đừng quên đây là series Taker với Nắng. Và hãy ấn like video này, ấn thêm nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để ủng hộ mình và để xem những giáo án hay hơn nữa nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta đó chính là huyền thoại cỡ bự, cho thêm mỗi người chơi 15 máu khởi đầu. Đồ nhặt được sau battle quái của mình là một giáp, một nước mắt và một kiếm BF. Mình bắt về siêu sao Evelynn để dép vì thấy khá là ổn. Lõi công nghệ vàng mở đầu cho trận đấu với lãi suất thấp từ round đầu tiên vì không quá ngon. Nó ra vé trúng thưởng cũng không dùng được nốt. Mình giữ lại khu giao dịch và roll nốt bổ sung quân lực. Nó ra sốc điện cũng không có tướng cầm được nên là bỏ qua. Mình quyết định chọn khu giao dịch. Chiếc lõi này sẽ giúp mình xoay bài một cách dễ dàng hơn, vì đổi miễn phí sẽ giúp mình sớm có được siêu sao mới thay vì là chỉ dùng một siêu sao quá là nhiều round. Lúc đấy hay đấy. Roll free từ lõi, mình bắt về Kassate 2 sao cho vào sân, đép cùng với 3 cây DA. Nó cũng kích vệ binh giúp team châu hơn một tí. Sojin được lắp cho Katarina để đép cho dễ, vì đây là đồ đa dụng có thể cho được nhiều tướng. Hợp lý. Gặp nhà có lõi đồng quê nhưng mà chưa có đồng quê trên sân, bài áp đảo về chất lượng nên mình có được chiến thắng thứ nhất khá là dễ dàng. 2.2 game cho hẳn Aphelios và Yone cùng một lúc. Mình mua về sau đó bán luôn siêu sao Evelynn, roll free một cái ra luôn siêu sao Kassate Hustle, thay lại form bài với hai liên xạ cộng với hai Kassate 2 sao khá là ổn áp. Đối thủ thứ hai chỉ với 3 chest full 1 sao vì họ đang eco, thế là mình thắng ngon. Vừa thắng 2 round ngon ăn thì gặp luôn nhà level 5 với 3 fan cứng, kẹp siêu sao Yasuo có luôn 3 đồ. Tầm này thì Yasuo cứ phải gọi là chém hết. Mình để thua 3 chest và còn lại 109 máu. Đi chợ thứ hai nên xẻng đã bị cướp mất. Mình lấy về gậy trên người Samira để tiếp tục làm kinh tế. Zinc lên 2 sao, mình up luôn level 5 để giữ máu chứ không tích tiền. Mình cho vào sân Evelynn cùng với Yone để lấy cuồng nhiệt. Đối thủ với bài đấu rắc siêu quẩy, nhảy và bổ đầu mình như video trước mình bổ mấy cái ông trong lobby. Thua 3 chest đau phế đấy. Gặp nhà trái tim thép đang eco còn yếu hơn cả mình. Mình mất luôn chuỗi thua và lại phải đánh Caro. Ôi giời ơi, Ezreal xuất hiện luôn ở round đá, giúp mình kích mốc 5 trái tim thép. Thông qua Hustle nổ với 32 số, mình có thêm 6 vàng để làm kinh tế sau chuỗi Caro. Đập 3 cục đá, mình lấy về một mảnh kháng phép, cùng với rất nhiều tướng rơi ra, trong đó có cả Seth. Đánh chậm rãi, không up level 6 vội vì máu vẫn còn nhiều lắm. Mình gặp nhà đồng quê cũng đang kẹp Hustle để làm tiền. Bài họ nhiều 1 sao hơn nên là mình thắng. Vòng cho lõi thứ hai sẽ là một nâng cấp bạc với vé bạc là không cần thiết. Ronza xây dựng đội hình cũng cùi nốt. Cường hóa siêu công nghệ khá là ổn ở giai đoạn sau khi mình nổ hũ kiếm nhiều đồ, chứ giờ thì chưa tối ưu. Mình Ronza luôn ý chí bất khuất, team hơi yếu nên là mình cũng chưa muốn lấy cái lõi này. Thôi thì lấy luôn tiếp tế trang bị để mạnh hẳn và tiếp tục đép chờ nổ hũ. Đồ rơi ra là một cái dịch khổng lồ, thấy dùng được nên là mình cũng giữ lại luôn. Up level 6 cho thêm một con set vào sân vì vẫn tích đủ 50 tiền. Mình đổi lại luôn Sojin cho Ezreal cầm. Có vẻ map này nhiều người eco do nhiều máu. Mình tiếp tục gặp một nhà đang eco chơi Yone. Bài mình fan vậy mà vẫn thắng được thêm một round. Sao mà đó được. 3.3 vẫn là cái nhà Yasuo fan cứng chém mình bay màu. Thua luôn nguyên sàn và còn lại 92 máu. 3 xẻng ở vòng đi chợ và mình nhận được một cái khá là ngon. Up luôn level 7 với 40 tiền được giữ lại để tiếp tục đép. Gặp nhà chơi Senna True Damage với con Nico 2 tanh quá cứng. Mình tiếp tục để thua 4 chest với 129 số ở thùng Hustle. Game nổ cho mình hai cái nước mắt. Phải mà ra một cái đai máu thì trận này mình sẽ đánh bởi Hustle rồi. Còn cái nịt. Tiếp tục để thua đẹp một chest trước nhà True Damage Note, nhưng mà ông này chưa có siêu sao. Roll free từ lõi và mình bắt được Twitter Fate ngay ở round sói. 5 con sói hư hỏng trả cho mình một cái giáp, một nước mắt và một cung. Game không cho cái đai máu nào, tức là không muốn mình đánh bởi Hustle rồi. Đúng vậy. Roam free và tiếp tục update được set 2. Blue và cuồng đao được cho tặng Senna sau khi cho Echo vào sân kích True Damage. Tiếp tục nhấn up cấp, sau đó mình gặp nhà đang đép bằng rắc siêu sao và để thua 4 chest. Cuối cùng là một chiếc lõi vàng để xem là mình có gì nhé.
thăng hoa sẽ không quá ngon vì bài đấu của mình chưa có đồ tanh nhiều nên là roll trước. Nó ra hộ pháp cũng củi nốt. Lo gen của On cũng khá là ổn, nhưng mà với lượng kinh tế như này thì mình quyết định sẽ đánh một trận không cần nói đánh nhau mà sẽ lấy số lượng bù đắp vào. Chọn luôn thu về trái ngọt để tí nữa roll kiếm giáp chest. Thật là thông minh. Nhà đồng quê đã xoay form gần như là full 2 sao hết. Họ đấm mình full house không trượt con nào. 4.3 mình tiếp tục nhấn up cấp để thật giàu sau khi đi chợ về roll làm big update luôn. Mình tiếp tục để thua nhà Jack EDM 3 sao và còn lại 38 máu. Thế là nổ thùng hất steel 261 số. Đi chợ mình lấy về thêm một chiếc cung để tí nữa lắp bùa đỏ cho chết được phết. Game nổ cho mình 25 tiền và hai con tướng 5 tiền là Lucian và Yorick. Khá là nhiều thứ cần phải xử lý nên là mình chưa kịp xoay form. Lên level 8 với 80 tiền, sau đó roll rất nhiều, thay dần Disco vào sân. Gặp nhà Pentakill đã hoàn thành form bài nên là mình để thua đau và còn lại 23 máu. Twitter Face siêu sao đã xuất hiện ở vòng 4.6. Mình tiếp tục roll để update SU 2 sao, Blitz 2 sao cùng với các tướng cần thiết khác. Miss Fortune và bạn cũng được cho vào sân để kích ra. Kiana vào sân luôn kích thêm 2 damage cũng như là để hack đồ cho team mình. Cảm giác đã ổn nên là mình dừng roll. Gặp nhà 2 damage nhưng mà khá là xui cho ông này khi mà phải chơi cùng một ông khác cố Senna. Roll không ra siêu sao, thế là bị mình đấm 8 chest luôn. Bán dần đi các tướng trên hàng chờ sau khi đã đủ form và mình tích lại 40 tiền. Đồ rơi ra round chim mình lắp được ấn ra, bùa đỏ và kiếm súng cho chết được phết. Băng giáp cho nốt Kiana, không cần phải roll thêm vì bài đã 9 chest và đầy đủ 2 sao. Mình eco lại và lên cấp. Đối thủ với bài đầu 4 tiền Flake Ahri kẹp siêu sao Poppy hơi thiếu đam. Mình thì có đầy đủ giảm heal, đam và tanh nhờ các tướng 2 sao nên dễ dàng có được chiến thắng ở round này. Vội vàng em hỡi, lên luôn level 9 ngay sau khi vừa đủ tiền. Cho Sona vào sân kích thêm thuật sư và để thêm hệ cho da càng mạnh. Đối thủ mình gặp ở vòng này với bài đấu Yone đã 3 sao đồ ổn kẹp Z phụ đam. Nhưng mà nhờ pha xếp Kiana khá là tốt, hất tung được Yone team bạn 2 lần, không cho Yone tích hút máu, mình có được chiến thắng thứ 3. Tiếp tục là một nhà 2 damage khác với hai ấn 2 damage nhưng mà không có siêu sao. Akali tỏ ra rất yếu đuối vì phải một mình carry đồng đội 1-2 tiền. Mình có được chiến thắng thứ 4 để cháy lên lần đầu tiên trong trận đấu này. Lấy về cuồng đạo ở vòng đi chợ cho Sona vì các đồ ngon đã bị lấy hết rồi. Twitter Face xuất hiện để con thứ 6 nhờ những lượt roam free. Khá là khó khăn cho mình khi mà phải gặp bóng nhà Pentakill vì bài ông này có tận 3 họng súng là Karthus, Viego và Akali. May mắn là mình đã xếp lại bài đấu để counter đi phần nào đó đam của Akali và giành chiến thắng suýt sao. Twitter Face thứ 7 cũng đã có ở vòng 5.6. Mình roll được Illaoi ở vòng này nên là thay luôn vào chỗ của Zac. Gặp bài đấu Zac EDM, Kiana quá là khôn khi mà hack được hẳn hai cái giáp máu cho team để câu kéo thời gian của Jack cho Twitter Fate và SU được freedom. Mình tiếp tục kéo dài được chuỗi thắng. Săn xong rồng ngàn tuổi với 30 tiền, mình tiếp tục xả để update 2 sao thì lên thêm được bạc 2, Illaoi 2 cùng với đôi Kiana và đôi Sona. Mở kho đồ hoàn chỉnh lấy thêm về áo choàng bóng tối cho Kiana tự tin hack thêm đồ. Gặp bài đấu Z cuồng nhiệt có ấn 2 damage khá là mạnh, nhưng mà ngoài Z và Yorick 2 ra thì bài ông này hơi nhiều một sao. Z đám mãi mới chết được Illaoi thì quay lại team đã bị quay hết. Giảm hồi máu là có để tránh cho chúa tệ bóng tối có thể hồi phục rồi cân team. Mình tiễn ông này với cái top 6 luôn. Top 5 kia cũng đã thuộc về nhà Yone. Gặp lại nhà Pentakill nhưng mà lần này là người thật chứ không phải là cái bóng. Mình xếp kỹ càng hơn để tránh bị Akali làm mềm rồi bị Karthus kết liễu. Đối thủ cũng đã update Akali 2 sao và cho thêm đồ Karthus nhưng mà chưa tối ưu lắm với chiếc cuồng đao. Mình sau khi xếp lại đã chiến thắng khá là áp đảo. Tiếp tục roll và update Kiana 2 sao. Mình gặp nhà Jack ở round này nên là xếp thẳng mặt Kiana vào Jack. Kiana tung hai lần skill, hack thêm về đồ tanh cho Blitz và đồ đam cho Sona. Đồ đam cho Sona thì không có tác dụng lắm nhưng mà đồ tanh thì khá là ổn nha. Jack mặc dù bị focus sớm nhưng mà nó vẫn nhảy được và hạ gục đi Kiana, sau đó bổ ra tanh team mình. Tiếc là lúc đó Twitter Fate đã tích đủ số cuồng đao và hạ gục Jack team bạn giành lấy cái chiến thắng. Củng cố thêm sức mạnh ở vòng đi chợ với một ấn ra để kích mốc 4 giá. Sona là vị tướng cuối cùng đã update lên 2 sao sau khi mình đi chợ về. Vì muốn đổi Sojin cho Sona nên là mình đã thay Ezreal bằng Jihin. Cái giá phải trả là Jihin chưa quá nhiều đam trước nhà đồng quê này. Sona và team dàn sau bị ập tới quá nhanh trước sức sốc sát thương của Samira và Vex 3 sao. Mặc dù đã hack thêm đồ tanh cho team nhưng mà chừng đó là chưa đủ, mình để thua nhà đồng quê luôn. Twitter Fate thứ 8 đã xuất hiện ở vòng 6.6 nhưng mà roll cạn thì chưa lên được 3 sao. Tiếp tục xếp khi mà dấu tích chỉ thẳng vào nhà Pentakill vẫn y như vậy
khi mà đối thủ không update gì thêm, còn mình thì đã có Sona 2 sao. Không có gì khó hiểu khi mà mình thắng ông này Full House để tự giành lấy cái top 2 sau khi mà nhà đồng quê để thua nhà sắc EDM. Săn thêm rồng ngàn tuổi và mình lấy thêm về một cái dịch khổng lồ cho Kiana, roll tiếp nhưng mà vẫn chưa update được gì thêm. Kế Kiana vào thẳng mặt Jack nhưng mà ông này đã giấu Jack đi khá là xa. Tuy nhiên Kiana vẫn gõ được vào carry phụ khác là Zed của đối thủ. Jack team bạn lần này có tiến bộ hơn khi mà tiếp cận được vào carry giá sau của mình. Nhưng mà chỉ nhảy được một lần, chưa kịp nhảy lần hai thì đã bị hạ gục với sức sát thương khủng sau khi team mình được Sona gãy đán bút một phát. Không có chiếc đập hết 3 sao nên là mình đã bán luôn để Ron Zihin 2 sao. Đến cạn tiền thì nó mới ra, mình cũng không có đủ tiền để mua. Đối thủ cảm giác là không thể ăn được nên là đã bán siêu sao rắc để Ron Poppy 3 sao. Ông này cũng giống mình, chỉ ra được 8 con nên là đã đầu hàng luôn. Vậy là ai xứng đáng top 1 các bạn biết rồi đúng không ạ? Tổng kết cho bài đấu này, Disco vẫn là một bài chơi được nhưng mà cần thêm một đam phụ để chắc chắn ổn định. Đồ của Chiếc Phết vẫn như cũ, nếu có bùa đỏ thì càng tốt vì khá là cần giảm heal ở gian trước và sau để cho Ezreal làm việc. Đồ của Ezreal nếu được thì sẽ là Blue hoặc là Sojin đi kèm với vô cực, cung xanh để bắn tỉa một phát cùng với đam từ Chiếc Phết hạ gục đi carry ra sau của đối thủ. Tánh chính vẫn là Blitz và nếu có Illaoi thì hãy giữ lại để phụ tanh cùng nhé. Nên chơi bài đấu này khi rơi vào map có nhiều đồ hoặc là đi lên từ Hustle để đảm bảo hai carry của bạn có đủ đồ và cả đồ tanh cho các tướng ở trên nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và like cho mình. Chúc các bạn leo rank vui vẻ, nhớ là ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo nữa nhé. Bye bye!